Bệnh không lây nhiễm là các bệnh mãn tính, không có khả năng lây truyền, nhưng thời gian mắc bệnh kéo dài, phổ biến là tim mạch, ung thư, đái tháo đường, huyết áp, phổi mãn tính. Ngoài tỷ lệ gây tử vong cao, bệnh không lây nhiễm còn để lại những tàn tật lớn như liệt nửa người, mù lòa, suy thận, loét chi, sa sút trí tuệ. Người bệnh mắc bệnh không lây nhiễm bị giảm tuổi thọ, giảm chất lượng sống và tốn kém chi phí điều trị, và cũng là gánh nặng cho hệ thống y tế quốc gia. Nếu như trước đây, các bệnh truyền nhiễm là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, thì vào khoảng 20 năm trở lại đây, các bệnh không lây nhiễm như tiểu đường, tim mạch hay huyết áp lại đang là nguyên nhân của nhiều cái chết. Lo ngại hơn, bệnh đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Theo báo cáo của Tổng hội Y học Việt Nam, cũng giống như nhiều nước đang phát triển khác, Việt Nam đang trải qua một quá trình chuyển đổi dịch tễ học, dẫn đến gia tăng gánh nặng về bệnh không lây nhiễm. Trong khi tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm đang giảm, thì tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm lại gia tăng, từ 40% năm 1986 lên đến 71,6% năm 2012. Tử vong do bệnh không lây nhiễm hiện đã chiếm 73% tổng số trường hợp chết do tất cả các nguyên nhân, trong đó đứng đầu là do bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường và bệnh đường hô hấp mãn tính. Việc gia tăng các bệnh không lây nhiễm còn làm tăng nhanh chi phí khám chữa bệnh và quá tải bệnh viện. Các nghiên cứu cho thấy, chi phí điều trị cho bệnh không lây nhiễm cao gấp 40 đến 50 lần so với điều trị các bệnh lây nhiễm, do đòi hỏi kỹ thuật cao, cần thuốc đặc trị, thời gian điều trị dài và dễ bị biến chứng. Đối với các bệnh không lây nhiễm hiện nay ở Việt Nam chúng ta thì tỷ lệ ngày càng tăng. Thế và nó liên quan rất lớn tới cái vấn đề ăn uống, các cái yếu tố nguy cơ. Đấy, các yếu tố nguy cơ ngay cả các cái bệnh, những yếu tố như là hút thuốc lá cũng ảnh hưởng. Thế rồi những các cái yếu tố về môi trường, nếu môi trường cũng ảnh hưởng rất lớn tới các cái bệnh không lây nhiễm này. Và đặc biệt là vấn đề dinh dưỡng. Hiện nay thì chúng ta cái tỷ lệ béo phì thì rất là cao. Thế do vậy chính béo phì thì nó lại rất nhiều những các cái bệnh mà không lây nhiễm như là tim mạch, như là ung thư và một số các cái bệnh khác. Kết quả điều tra cho thấy các bệnh không lây nhiễm tăng nhanh do liên quan đến hút thuốc lá, thiếu vận động thể lực, lạm dụng rượu bia và chế độ ăn không hợp lý. Tỷ lệ sử dụng rượu bia trong số người được nghiên cứu là 43,8% và có xu hướng tăng. Riêng nam giới, tỷ lệ sử dụng rượu bia là 77,3%. Có 44,2% số nam giới và 1,2% số nữ giới uống rượu, bia ở mức nguy hại. Trong khi đó có 28,1% số đối tượng điều tra thiếu hoạt động thể lực so với khuyến cáo của WHO. Trung bình ít nhất là 150 phút mỗi tuần. Tỷ lệ thừa cân, béo phì đang có xu hướng tăng nhanh. Hiện có khoảng 15,6% số người bị thừa cân, béo phì, cao hơn ở khu vực thành thị. Bên cạnh đó, tình trạng ăn thiếu rau xanh, quả chín vẫn ở mức cao, khi có tới 57,2% dân số trưởng thành ăn thiếu rau, trái cây so với khuyến cáo của WHO là khoảng 400 gram mỗi ngày. Các thói quen này là nguy cơ dẫn đến bệnh thừa cân, béo phì, tăng đường huyết, tăng huyết áp và cholesterol. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, việc sử dụng thiếu rau và trái cây đồng nghĩa với việc thiếu chất xơ sẽ gây nhiều tác hại cho cơ thể, nhất là có thể thúc đẩy nhanh quá trình hình thành và phát triển bệnh ung thư. Thế là câu chuyện thì một cái liên quan như thế nào giữa từng cái đấy với nhau? Thứ nhất chúng ta nói là vấn đề ví dụ như là dinh dưỡng liên quan đến tim mạch như thế nào. Hiện nay thì trên thế giới các nghiên cứu thì người ta trong quãng thời gian vừa qua người ta đưa ra 4 chế độ ăn kiểu để phòng chống tim mạch. Ví dụ như là chế độ ăn địa trung hải, chế độ ăn giảm chất béo, chế độ ăn giảm đường bột
hoặc chế độ ăn chống cao huyết áp. Thì trong khoảng tầm khoảng 10 năm nay thì đây là một câu hỏi rất lớn đối với các nhà nghiên cứu trên thế giới, và chúng ta đã tập hợp khoảng 185 nghiên cứu trên toàn cầu. Thì chúng ta thấy rằng là các kiến thức của chúng ta hiện nay chưa đầy đủ. Ví dụ như là những kiến thức về giảm chất béo, thì phần lớn chúng ta sẽ nghĩ là giảm chất béo liên quan đến tim mạch. Thực trạng là thế, nhưng hiện nay tỷ lệ phát hiện và quản lý bệnh không lây nhiễm ở nước ta còn hạn chế. Hiện có 43,1% số người mắc tăng huyết áp và 31,1% số người có đường huyết tăng từng được phát hiện bệnh, thì mới có 13,6% số người mắc tăng huyết áp và 28,9% số người tăng đường huyết, đái tháo đường được quản lý tại cơ sở y tế. Số người có nguy cơ tim mạch cao được điều trị, tư vấn, dự phòng đột quỵ và nhồi máu cơ tim chỉ chiếm gần 29%. Theo các chuyên gia y tế, khuyến cáo nếu người dân không thay đổi lối sống thì sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tiểu đường, tim mạch và các bệnh mãn tính đường hô hấp. Đối với cái thói quen của người Việt Nam chúng ta ấy, là hút thuốc lá nhiều. Thế sau khi mà có cái luật phòng chống tác hại thuốc lá thì hiện nay có giảm hơn một chút. Thế nhưng mà vẫn còn rất nhiều người nghiện thuốc lá, hút thuốc lá. Thế rồi về cái vấn đề ăn mặn cũng vậy. Ăn mặn thì ảnh hưởng rất lớn tới cái vấn đề mà tăng huyết áp. Hiện nay thì đối với Tổ chức Y tế Thế giới họ đánh giá là Việt Nam chúng ta là tỷ lệ người ăn mặn thì so với các nước trên thế giới là cao hơn rất là nhiều. Thế chính vì vậy thì nó liên quan rất lớn là hút thuốc lá thì cũng ảnh hưởng tới bệnh tim mạch, cũng gây những các cái ung thư. Thế rồi ăn mặn thì cũng ảnh hưởng tới cái tim mạch và đặc biệt là dẫn tới cái tình trạng cao huyết áp. Vâng, chúng tôi cũng biết là hiện nay là các bệnh không lây nhiễm đang tăng lên không chỉ ở Việt Nam mà cả trên toàn cầu. Với một con số trên toàn cầu hiện nay ước lượng khoảng 40 triệu tử vong mỗi năm các bệnh không lây nhiễm. Thì ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là cái tử vong của các bệnh không lây nhiễm cũng đang tăng rất nhanh. Những cái giai đoạn trước kia thì tử vong chủ yếu là cái giai đoạn liên quan đến những vấn đề liên quan đến bệnh lây truyền. Nhưng mà hiện nay thì lại là nghiêng về các bệnh không lây nhiễm. Và đây thì ngày hôm nay chúng ta tổ chức một hội nghị với các chuyên đề rất là quan trọng, bao gồm vấn đề tim mạch, bao gồm vấn đề về hô hấp, vấn đề về nội tiết, đái tháo đường, vấn đề ung thư. Và chúng tôi thấy rằng là trong bốn cái chủ đề này thì đều có một cái liên quan đến một cái chủ đề dinh dưỡng. Cái chính vì vậy thì dinh dưỡng cũng là một cái chủ đề mà được đặt trong hội nghị ngày hôm nay, là năm chủ đề như vậy. Đối với lại người dân Việt Nam thì do cái thói quen ăn uống sinh hoạt ấy, thì mình hay ăn những cái đồ như là dưa muối rồi cà muối, thì mình tránh những cái đồ dưa khú rồi cà muối để lâu, rồi giảm bớt những thức ăn mà có ngâm tẩm ướp muối nhiều, và ăn những cái thức ăn nhiều đồ cay nóng thì cũng là những yếu tố mà dễ gây kích thích niêm mạc, viêm trợt niêm mạc rồi thành viêm loét niêm mạc. Và những cái trường hợp mà những cái người mà đã có tiền sử viêm loét dạ dày thì mình cũng phải điều trị đến nơi đến chốn, và trong thời gian đó thì mình cũng tránh ăn những thức ăn có kích thích dạ dày như đã nêu trên, thì để làm tránh cái thời gian mà bị viêm nhiễm nó kéo dài thêm, điều trị thời gian sẽ ngắn lại. Về các WHO cũng khuyến cáo 70% số ca tử vong do nhóm bệnh không lây nhiễm có thể chủ động phòng ngừa. Tuy nhiên, việc phòng ngừa đang gặp nhiều khó khăn do tâm lý chủ quan và tỷ lệ người sử dụng rượu bia, thuốc lá ngày một gia tăng. Theo khảo sát, cả nước có 77% dân số đã và đang sử dụng đồ uống có cồn. 11% số đó sử dụng đồ uống có cồn đến mức nguy hại. Đặc biệt, thói quen ăn mặn cũng đang là nguyên nhân khiến nhiều người mắc bệnh không lây nhiễm. Theo thống kê, hiện nay trung bình mỗi người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng 9,5 gram muối mỗi ngày. Số lượng muối này cao gần gấp 2 lần so với mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Đáng chú ý, nguồn muối sử dụng ở Việt Nam cũng khác với các nước phát triển.
ở các nước phát triển, muối chủ yếu đến từ các thực phẩm chế biến sẵn. Còn ở Việt Nam, lại chỉ có khoảng 20% lượng muối ăn là từ thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhà hàng. Còn lại, muối được sử dụng trong bữa ăn gia đình. Ăn mặn thường xuyên sẽ làm loét dạ dày, tá tràng, suy thận, tăng huyết áp và dẫn đến các bệnh tim mạch hay đột quỵ. Ăn mặn đang là một trong những lý do chính làm gia tăng số lượng người bệnh tăng huyết áp. Theo khảo sát năm 2015, là hơn 47% số người trưởng thành, gần gấp 2 lần so với khảo sát tương tự thực hiện trong năm 2008. Do ăn quá nhiều muối, nên phần lớn người dân có huyết áp cao hơn 115/70 mm thủy ngân. Đây là yếu tố chính làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ăn nhiều muối cũng sẽ làm tăng lượng canxi bị thải hồi. Vì thế mà những người ăn mặn rất dễ bị loãng xương và nguy cơ gãy xương cao hơn những người có chế độ ăn nhạt. Người ăn mặn khiến tuần hoàn máu tăng đến cầu thận, buộc thận phải làm việc nhiều và dẫn đến suy thận.